Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình của Tổ hợp Y tế United Care Medical Group. Chương trình được phát hình mỗi thứ sáu hai tuần một lần ở trên băng tần của đài Little Sài Gòn TV. Chúng tôi là bác sĩ Đồng Chí Nam, một thành viên trong ban giám đốc của Tổ hợp Y tế United Care Medical Group. Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả. Vì lý do công tác nên bác sĩ Võ Văn Cầu là bác sĩ chủ tịch của tổ hợp không có mặt trong buổi thâu hình tối hôm nay. Chúng tôi xin cáo lỗi cùng tất cả quý vị. Kính thưa quý vị, như quý vị vừa nghe và nhìn ở trong phần giới thiệu về tổ hợp y tế United Care Medical Group, thì United Care Medical Group là một tổ hợp y tế đã được thành lập và hoạt động ở tại quận Cam bắt đầu từ năm 1995, tức là cái thuở mà Ca Optima mới bắt đầu hoạt động thì đã có United Care Medical Group. Thì chúng tôi trong lúc mới sơ khởi thì chỉ có vỏn vẹn khoảng chừng 2.000 thân chủ, đó là năm 1996. Bây giờ tới năm 2016, 2017 chúng tôi có nhiều lúc cái số thân chủ cao nhất lên đến tới 37.000 người, và thân chủ của chúng tôi gồm đủ tất cả mọi sắc tộc chứ không riêng gì là người Việt Nam. Và tổ hợp của chúng tôi quy tụ được hơn 300 bác sĩ, vừa về gia đình vừa về chuyên khoa, và tổ hợp của chúng tôi sử dụng những cái phòng thí nghiệm và quang tuyến với kết quả chính xác và mau chóng. Và ngoài ra, nếu như quý vị muốn nhập viện thì là không những quý vị phải nhập viện ở vào trong nhà thương Pho Tam Valley, nhưng quý vị có thể đi vào bất cứ nhà thương nào mà gần chỗ cư ngụ của quý vị, hay là bác sĩ của quý vị chỉ định, hay là quý vị đi thẳng vô phòng cấp cứu để được nhập viện thẳng. Kính thưa quý vị, cái phương châm của tổ hợp y tế United Care Medical Group của chúng tôi là phòng bệnh cũng như chữa bệnh. Thành trong cái ban giám đốc chúng tôi khi nào cũng có cái đường lối là khuyến cáo tất cả các bác sĩ có hợp đồng với tổ hợp phải khuyến khích các thân chủ phải đi khám định kỳ, truy tầm các bệnh về kinh niên, truy tầm các bệnh về ung thư, và ngoài ra chích ngừa. Thì tổ hợp của chúng tôi không có ngại tốn kém và chi phí để mà giúp cho các bác sĩ được hoạt động và được chữa bệnh một cách thoải mái. Ngoài ra chúng tôi lại còn có chương trình, nếu như quý vị mà muốn đi khám bác sĩ chuyên khoa thì trong lần đầu tiên á thì quý vị không cần phải, bác sĩ của quý vị không cần phải có giấy phép của tổ hợp, và quý vị có thể đi đến thẳng cái bác sĩ chuyên khoa. Cái đó là chỉ một lần đầu, và sau đó nếu bác sĩ chuyên khoa quý vị mà muốn làm cái gì khác á thì lúc đó mới cần phải xin phép. Kính thưa quý vị, như đã trình bày, tổ hợp của chúng tôi thì có hợp đồng với cơ quan Cam Optima về Medical, về Medi là One Care Connect, và những bảo hiểm tư như là Cigna, Blue Cross Blue Shield, hay là những cái bảo hiểm cho người lớn tuổi, 65 tuổi trở lên, hay là những người cần có những dịch vụ mà chăm sóc đặc biệt, thì chúng tôi có hợp đồng với
Kaoptima One Care MediConnect, và chúng tôi có hợp đồng với hai hãng bảo hiểm tư là Brand New Day và Central Health Plan. Nếu mà quý vị muốn liên lạc với tổ hợp của chúng tôi thì cái số mà dễ nhớ nhất là quý vị thấy trên màn ảnh là số 877-225-6784, 877-225-6784. Nếu quý vị có thể liên lạc được số cái số này để nói chuyện với người nói tiếng Việt Nam, hay là quý vị muốn biết về tổ hợp thì xin quý vị có thể liên lạc với các bác sĩ gia đình của mình để biết chi tiết. Tiếp theo chúng tôi xin trình bày một cái dữ kiện mà tất cả quý vị cần phải biết, là chúng tôi có một cái mạng lưới, cái website là lấy tên là unitedcaremedicalgroup.com. thì nếu quý vị mà click vô đó thì quý vị có thể cũng biết được nhiều chi tiết về tổ hợp của chúng tôi, như là nếu mà muốn gọi cho tổ hợp thì gọi số nào, giống như hồi nãy vừa mới nói. Ngoài ra còn có một cái dữ kiện mà rất thực tế và rất thực dụng cho tất cả quý vị, là cái của chúng tôi là có cái Ocean Care, là những cái trung tâm mà khám bệnh ngoài giờ làm việc, hay là trong mùa weekend, hay là trong những ngày lễ. Thì quý vị nếu đi lên trên cái website quý vị đánh chữ unitedcaremedicalgroup.com và quý vị sẽ thấy nó hiện ra là cái Ocean Care. Thì quý vị xuống, kéo xuống thì quý vị sẽ thấy tất cả những cái trung tâm mà Ocean Care mà có hợp đồng với tổ hợp của chúng tôi. Thì quý vị coi cái giờ làm việc, coi cái ngày giờ mở cửa và cái số điện thoại, quý vị gọi cái số điện thoại đó rồi quý vị lại đó để khám bệnh. Giống như cái gì quý vị mà có nhức đầu, hay là quý vị giống như đau bụng, hay là con em quý vị bị nóng sốt mà ngoài giờ làm việc, hay là bị đau lỗ tai, bị đỏ mắt nguyên này, thì quý vị không có nên đi vô trong phòng cấp cứu làm gì, tại vì đi vô đó là chỉ những cái gì mà nguy hiểm tới tính mạng. Nếu mà quý vị vô đó nhưng mà đau bụng không á, nhiều lúc không có gì hết á, mà cái bổn phận của mấy người làm ở phòng cấp cứu thì họ phải làm tất cả mọi việc, là họ đem quý vị ra, họ nào là họ chụp hình quang tuyến, nào họ thử cái này thử cái kia, rốt cuộc á chỉ là một cái đau bụng mà giống như khó tiêu, hay cái bị bón này kia đó, thành gì quý vị, hay là nếu như một quý vị mà có bị xây xích cái tay, hay là bị trật tay trật chân, hay là có bị cắt da này kia cũng vậy, nên đi lại những cái trung tâm mà urgent care, chứ đừng có đi vô emergency room làm gì. Không phải là cái chi phí nó cao, nhưng mà điều nó làm những cái thử nghiệm, những cái này vô ích lắm, mà mất thì giờ cho quý vị. Tại vì giống như bây giờ đó, trong thời gian này nếu mà quý vị đi vô phòng cấp cứu mà gặp cái mùa July 4 weekend với mùa nóng này là quý vị chờ ít nhất là cũng vài tiếng đồng hồ, thành gì không cần thiết, nghe quý vị. Và xong cái phần mà giới thiệu cái tổ hợp UnitedCare Medical Group, bây giờ chúng tôi có một vài tin tức chúng tôi muốn chuyển đạt đến cho quý vị. Là cái thứ nhất là cái bệnh mà ho gà đó, như quý vị biết là nó vẫn đang còn là một cái dịch ở tại California và đặc biệt ở tại Orange County. Thì là cái số người mà bị bệnh ho gà đó, từ người lớn và con nít kia, nó vẫn còn cao. Nhất là mấy cái em nhỏ mà từ dưới 1 tuổi đó, là mấy em nó chưa có được chích ngừa đầy đủ về cái ho gà. Thành vì quý vị nên cẩn thận.
Thì theo cái khuyến cáo của cái trung tâm mà bài trừ bệnh tật ở tại Hoa Kỳ đó, nếu quý vị nào á, thứ nhất á, là mấy quý vị mà đang có thai thì là cái bác sĩ sản phụ khoa đó họ sẽ chích ngừa cái ho gà này cho quý vị trong cái thời gian mà 3 tháng cuối của thai kỳ, hay là ngoài ra nếu như mà quý vị á, mà có thai lại trong vòng 1 năm kế tiếp, nếu mà sinh năm một á, quý vị lại phải chích lại cái thuốc ho gà này. Mà ngoài ra những cái người nào á, mà chăm sóc cho mấy em sơ sinh á, ở trong nhà với ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại cha, hay là có bất cứ người nào mà kêu chăm sóc cho em bé đó, thì quý vị phải cũng phải đi chích ngừa. Ngoài ra nếu như quý vị mà chăm sóc cho những cái người mà bị cái chất đề kháng trong người á, yếu hay là không còn nữa, giống như cái những cái người mà có bệnh về ung thư này kia đó mà được thay tủy hiến tủy, hay là thì tất cả những cái chất mà về đề kháng ở trong cơ thể của người đó nó, họ mất hết rồi, là họ giống như một đứa trẻ mới sinh ra đời. Thành vậy á, những cái người mà chăm sóc cho mấy cái thành phần đó đó cũng phải đi chích ngừa ho gà, và ngoài ra còn đi chích ngừa cúm mấy cái đó thì sẽ nói trong lần tới. Một một cái đề tài thứ hai mà chúng tôi muốn đề cập tới là quý vị biết bây giờ là ở tại Cali là bắt đầu mùa nóng rồi, như ngày hôm qua ngày hôm nay quý vị thấy là nóng tới cả 100 độ, mà trong nhà thì nóng thành gì á, người tất cứ mọi người đều muốn đi ra chỗ nào mà có nước, ngâm mình vô nước cho nó khỏe, nhất là mấy em bé ở tại Los Angeles, tại Riverside và tại Orange County á, nếu quý vị đi từ trên máy bay mà nhìn xuống á, thấy toàn có hồ tắm nhiều lắm. Mà cái hồ tắm đó là với lại là cái spa này kia là cái chỗ mà mấy em bé bị tai nạn nhiều nhất. Theo cái thống kê cho biết á, thì là cái bị ngộp nước á, là một trong những cái mà nguyên nhân á, mà tai nạn á, xảy ra nhiều nhất cho mấy trẻ em mà từ khoảng zero cho tới 4 tuổi. Thành thì á, quý vị sau trong khoảng thời gian mà từ tháng Giêng đến bây giờ đó, ở tại Orange County đã có 9 em bị ngộp nước rồi đó. Nếu như mà nó ngộp nước á, mà nó tỉnh dậy không nói gì, nếu mà nó không tỉnh dậy mà nó bị hư não này kia, nó nằm một chỗ thì quý vị cũng nghe là rất là đau lòng lắm. Thành như quý vị đề phòng á, là cẩn thận cũng lẫn là hơn. Thành như nếu như mà quý vị á, mà có hồ tắm ở trong nhà, hay là quý vị mà cho cái con em mình nó đi tới cái chỗ nào mà có hồ tắm, thì cái luật nó bắt buộc á, là quý vị phải có cái latch này á, thì là nó phải tự động, giống như em bé mà nó người nào mà đi ra đi vô á, là nó mở nó tự động nó đóng lại. Mà nhưng mà nhiều lúc á, nói vậy chứ nhiều em á, nó cũng nghịch ngợm, nó cắc cớ, nó cương quyết, nó phải là thành gì quý vị cẩn thận, nếu mà có hồ tắm mà đã có cái gate rồi đó, quý vị vẫn phải đóng cửa cái gate lại và vẫn phải đi theo dõi cái em bé đó. Nó mất đi trong cặp mắt mình á, độ chừng vài phút á, thì là đã có chuyện rồi đó. Thành thì xin quý vị hãy cẩn thận để cho mùa hè đó mình được vui hưởng cái thú tắm này kia. Trên đó quý vị dù em bé mà có được đi học lội đi nữa đó, thì cái khả năng của nó mà để khỏi bị chìm cũng không có đâu. Thành thì quý vị phải cẩn thận là khi nào cũng ở kế bên con cháu của mình.
Ngoài ra bây giờ cũng là mùa hè, thành ra là một mùa du lịch. Thì trong một năm vừa qua đó thì quý vị biết á, cái tình hình kinh tế nó dồi dào, nó lớn mạnh, thành gì với lại thuế có giảm con này kia, nó thành gì quý vị á, là có dư giả được chút này, thì muốn đem cho con cháu hay là ngay cả gia đình mình đi du lịch. Mà cái chỗ mà du lịch mà tôi thấy nhiều người lại phong mạch tôi hỏi nhiều nhất là những về Việt Nam, thì cái đó là một cái lý do dễ hiểu. Có nhiều người qua đây mấy chục năm chưa về, có nhiều người mới qua vài năm nhưng mà bây giờ đó nhớ nhà đó, đi về lại có dịp mà đi về lại thăm lại quê hương. Mà nếu như mà quý vị á, mà có tính đi về Việt Nam thì có những cái điều quý vị cần biết. Thứ nhất á, là về cái vấn đề chích ngừa, nếu mà quý vị mà có mấy cái con em á, mà sinh đẻ ở Mỹ đây á, nó đi về bên đó thì nó lạ nước lạ cái lắm, tại vì á, nó phải chích ngừa đầy đủ. Chích ngừa cũng có cái gì toàn những cái thứ á, mà bắt buộc ở tại nước Mỹ này á, thì là đầy đủ rồi, chỉ có những cái mà hơi đặc biệt giống như là bệnh typhoid là bệnh thương hàn, hay là những cái bệnh mà về đau màng não giật bổn, hay là thì mấy cái đó thì quý vị có thể coi thử là cái vùng nào mình đi á mà nó cần á thì mình mới là chích, còn nếu không á thì là không có bắt buộc là phải chích. Nhưng mà có một điều á, nếu quý vị mà có mấy cái em nhỏ mà nhỏ thua một dưới 1 tuổi, nếu mà quý vị á, mà đem nó đi về Việt Nam á, thì thí dụ giống là nó 8 tháng 10 tháng nó đi Việt Nam á, quý vị phải chích ngừa cái ban sởi cho nó. Thì là cái bệnh ban sởi là cũng là một bệnh đang hoành hành ở nhiều nơi. Và ngoài ra nếu quý vị á, mà có con mà khoảng từ 8 tuổi tới 11 à 8 tới 11 tháng á, mà đi về Việt Nam á, quý vị phải chích thêm cái viêm gan A. Thì cái đó là mấy cái mà mới đó là về chích ngừa của bên xứ Mỹ này họ khuyến cáo. Về ăn uống thì quý vị cũng biết rồi, mình ăn cái thức ăn gì mà cho nó được nấu chín, và giống như ăn thí dụ giống ăn trứng thì phải luộc chín, đừng có ăn trứng mà có lòng đỏ còn ấy này kia, nó không có tốt, nó có thể bị nhiễm bệnh nguy hiểm cho đường ruột. Ngoài ra thì quý vị đừng có uống thì uống nước trong cái chai có đậy. Ngoài ra cái tốt nhất tôi cũng khuyến khích nhưng mà quý vị nên uống mấy cái lon nước giống như là 7up, Coca này kia đó, thì nó được an toàn hơn là cái nước mà họ bán ở trong mấy cái bình rồi họ lấy gáo mà múc ra này kia đó, nhất là cái nước đá là rất vô giá, rất nguy hiểm. Nếu mà quý vị mà có lỡ mà bị đi tiêu chảy á, thì thường thường á, đi tiêu chảy này á, là do cái con siêu vi trùng á, nó gây ra thành gì. Nếu mà bị đi tiêu chảy á, thì quý vị cũng cần chỉ nên uống nước trữ lại, hay là quá lắm á, mấy người lớn á, thì nên cho uống mấy cái thuốc mà trị tiêu chảy giống như Lomotil hay là Pepto-Bismol, chứ còn quý vị đừng có xin uống trụ sinh để trị tiêu chảy, tại vì nó không cần thiết. Nếu mà bị diarrhea mà khoảng nhiều ngày quá thì quý vị phải đi khám bác sĩ bên đó thôi. Ok. Ngoài ra đó thì quý vị cũng đề phòng á, đừng có để bị muỗi cắn hay là bị thà nhiệm, mình mới đi vô mua mấy cái chứa dầu mà chống mình xịt vô áo quần hay là xịt vô da đó để cho muỗi á, nó khỏi cắn. Tại vì nếu muỗi cắn á, mà ở những cái vùng á, mà ở nhà quê đó thì có thể nó bị gây ra bệnh sốt rét. Ngoài ra thì quý vị cũng
có để ý tới một chút là cái bệnh do con cái siêu vi trùng Zika đó là nó cũng đang có ở Việt Nam, mà cái này á, là rất nguy hiểm cho mấy cái sản phụ nào á, mấy người nào đang có thai. Nếu như quý vị á, mà có thai trong thời kỳ đầu này kia đó, mà quý vị đi qua Việt Nam mà lỡ dại mà bị cái đó thì là sau này đẻ con ra sẽ bị cái đầu nhỏ mà bị cái phát triển này kia đó nó không có được hoàn hảo. Thì nói một chút nữa về cái bệnh mà về sốt rét, thì ở những cái vùng giống như là Sài Gòn, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng, Nha Trang, Quy Nhơn này kia thì quý vị đừng có lo. Nhưng mà nếu như mà quý vị mà đi vô mấy cái chỗ ở vùng quê như là mấy cái chỗ mà giống như ở hồi xưa kia vùng 2, Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Kon Tum, Tây Ninh rồi này, mấy cái đó là châu thổ sông Cửu Long hay là châu thổ sông Hồng Hà đó, quý vị phải cẩn thận là phải có cái bệnh sốt rét á, nó đang cũng đang có. Và quý vị nếu mà đi vô mấy cái vùng đó thì phải hỏi bác sĩ để có thể xin thuốc á, để uống ngừa. Kính thưa quý vị, như về cái mà về đau màng não nhiệt bổn á, thì như quý vị á, nếu mà đi cái chỗ nào giống như chung quanh ở vùng Hà Nội hay là vùng chung quanh gần biên giới Trung Hoa thì quý vị mới cần chích cái thuốc này. Thì đó là những tóm tắt sơ lược qua những cái điều mà quý vị cần biết về vấn đề du lịch, về vấn đề mà an toàn. Nếu như mà quý vị muốn biết rõ chi tiết thêm về đi du lịch đó, cần đem theo những gì, cần phải làm cái gì, quý vị có thể đi lên trên cái website là cái mạng lưới đó, đánh chữ C D C giống như cat, D giống như dog, C giống như cat, dot J J là JOV đó, JOV thì là quý vị sẽ thấy những tin tức mà quý vị cần biết về đi du lịch. Cái nếu quý vị thì giờ phát hành cũng có giới hạn, chúng tôi bắt buộc phải tạm chấm dứt chương trình ở đây và xin mời quý vị lại theo dõi chương trình của tổ hợp y tế UnitedCare Medical Group mỗi 2 chiều thứ sáu lúc 8 giờ tối ở trên băng tần của đài Little Sài Gòn TV. Xin chúc quý vị một đêm an lành, vui vẻ và xin chúc cho quý vị đi du lịch được an toàn và được vui vẻ. Xin cảm ơn quý vị.